liếc ghi lại cảnh nam sinh chỉ dẫn xe máy cố tình vượt đèn tín hiệu giao thông khi qua té tư. Cậu này lách qua đầu xe máy, khiến người chỉ dẫn té nhào. Ngay sau đó, nam sinh va dấp mạnh với một xe tải. Cú đâm khiến cậu văng ra xa vài mét rồi nằm bất động tại chỗ. Riêng chiếc xe máy bị cuốn vào trong gầm của ô tô. Nam sinh bị yêu mến nặng nề và được người dân đưa đi cấp cứu. Cố tình vượt đèn đỏ, nam sinh tạt đầu loạt xe giữa té tư, văng xa vài mét sau cú đâm mạnh. Vụ tai họa xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 9 tháng 10 tại té tư sau đỏ, thị trấn Chí Linh, Hải Dương. Quá coi xoàng luật giao thông và coi xoàng tính mạng của bản thân. Người lớn xem còn sợ. Thành viên Đức Minh nhận xét. Liệu quá thể? Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh. Một dân mạng khác nhắn nhủ.